Xin chào mọi người nha. Hôm nay mình có mặt tại Hàng Củi, thành phố Lạng Sơn mọi người nha. Hôm nay mình sẽ review cho mọi người xem một cái quán cháo lòng mọi người ạ. Quán cháo lòng bên này này. Mình sẽ vào trong xem có những cái món cháo như thế nào mọi người nhá. Khá là đông khách. Để nhìn dạ dày này rất là ngon đấy mọi người ạ. Dạ dày lòng non này. Rất là ngon luôn. Đây là khố đuôi ấy. Ngon lắm mọi người. Nhìn ra dày. Dày rất là ngon mọi người. Chứ cái quán của mình làm bán đến mấy giờ chị nhỉ? Chị bán buổi trưa. Chị bán buổi sáng buổi trưa phải không? Đây mọi người nhìn lòng ấy rất là ngon. Đây là lòng dồi nha mọi người nha, nhìn rất ngon này, dày ngon lắm. Này là cuống hồng này. Những là dày, dày rất là ngon. Mùi thơm một tí ở thập cẩm. Bây giờ mình sẽ làm một suất để xem những thử cháo lòng như thế nào. Mình không rất ít khi đi ăn cháo lòng lắm mọi người. Hôm nay mình quyết định đi ăn cháo lòng để review cho mọi người xem, để cảm nhận xem những cháo lòng như thế nào. Đây là một suất cháo mọi người ạ, suất cháo lòng đây này, lòng có cả lòng này, cả dạ dày này, xong là cuống họng này, cũng lòng non, cái tràng rồi nữa mọi người. Đây là cháo. Đây mình bây giờ sẽ nếm thử xem dạ dày nó giòn này. Miếng dạ dày. Giòn lắm mọi người ạ. Rất là giòn. Nhưng mà lòng rồi nhỉ. Ừ.
nó rất thơm, nó mềm. Công nhận là quá ngon. Đây là chàng nữa, chàng lên. Mềm ngon thế. Đây là miếng lòng non, sẽ kẹp ăn mấy cái này. Đây là miếng lòng non. Cháo này đồ dưới gồm có rau tí tô hoặc là cái hành chi tiết. Miếng dồi rất là ngon mọi người ạ, quá là thơm luôn đấy. Nhìn thơm. Chị ơi, em mà bác cháu lòng có cho em ở bên dưới rồi, với lại một lòng sáu cơm ạ. Bác cháu là thập cẩm, có lòng, cái sáu cơm. Đây là cái rau, cái rau gì, cái rau gì, diếp cá, là rau diếp cá mọi người ạ, diếp cá hay mọc ở bờ ruộng các thứ, vườn thì rất là ít có mà ruộng này có, cái diếp cá có nhiều này. Ngon ngon lắm, cảm nhận rất là ngon luôn rồi. Cái lòng dồi này nhá, mình ăn phải ăn nóng thì nó mới mềm ngon, chứ còn mình phải ăn nguội tí là nó cứng thì không ăn nó không ngon mấy mọi người. Cái này là mình ăn nóng nó mềm rất là ngon. Xin chào tạm biệt mọi người nhé, hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo. Thứ hay mong bổ ích thì đăng ký kênh chia sẻ giúp mình nhé mọi người nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.